2 mình mới mua được 1 ký tôm hùm baby, bốn con là 1 ký mốt với giá là 230 cành. Mình tặng mẹ mình một con cho nên mình còn lại 3 con. Này là mình tắm rửa cho tụi nó sạch sẽ, sau đó thì xếp vô nồi ngay ngắn. Tôm hùm baby thì chỉ hấp với bi là nhanh nhất. Bật lon bi lên một cái tách, đó thì đổ bi hết vô nồi cho đến khi ngập mặt hết mấy con tôm hùm baby mới vừa lòng mình. Trước khi mở lửa lớn để luộc tụi nó thì mình cũng tranh thủ đậy nắp lại. Mặc dù là tụi nó không còn động đậy gì nữa nhưng mà phải đậy nắp kín hơi thì tôm mới mau chín được. Chưa bao giờ tự luộc tôm ở nhà cho nên mới có 5 phút thì mình đã mở nắp ra để thăm mấy con tôm. Lúc này thì tụi nó vẫn chưa chín cho nên cái vỏ mới còn đen đen vậy á. Cái rồi 3 phút sau á, mình lại mở thêm để thăm thêm một lần nữa. Lúc này tụi nó cũng vẫn chưa có chín đâu nha. Cuối cùng thì mình phải tra Google. Google nó nói là luộc tôm từ 5 phút đến 7 phút tùy theo cái kích cỡ của con tôm. Cho nên tôm của mình hơi lớn thì phải luộc trong vòng khoảng 10 phút. Nên sau hơn 10 phút thì mình lại dở thêm một lần nữa. Cơ mà lúc này á, cái mùi thơm của tôm luộc á, nó đã bốc lên nồng nặc cả một góc nhà. Thế là mình lại gắp từng con để lên dĩa. Trời ơi, ba con tôm nó đẹp cực kỳ. Cái màu của nó đỏ mà đều ơi là đều. Cái mùi nó thơm ơi là thơm. Bây giờ thì mình chuyển cái dĩa tôm này ra bàn ăn đây. Ông xã ơi, ông xã sắp có tôm ăn rồi. Hy vọng. Hello, xin chào cả nhà. Mình đã hấp tôm với lại bia xong rồi. Mình cũng đã luộc tí rau lang xong rồi. Mình chiên cái phần tôm chiên này xong rồi. Bây giờ thì mình ăn thôi. Nhưng mà để mình ăn cơm trước vậy đã. Quên nữa, mời cả nhà ăn cơm vợ chồng TV nha. Facebook của mình á, cái mình có biết một bạn, thì bạn này á là mấy hôm nay là có mấy cái này nè, cái thế là mình cũng đạt, nhưng mà cuối cùng mình mới biết là mình bị lộn cái người Facebook, mình bị lộn cái nick đó. Nhưng mà cái này á, 1 ký á, 4 con á, giá là 230, cái này gọi là tôm hùm baby, thì mình cũng cảm thấy là 230 không phải là một số tiền quá lớn nhưng cũng không phải là một số tiền quá nhỏ, có thể là tạm chấp nhận được để ăn thử để xem là những cái này nó có ngon hay không, có chất lượng hay không, cho nên là mình mua 1 ký. Mà sáng mình gửi cho mẹ mình một con, giờ mình mới luộc lên dưới bi á để mình ăn thử coi có ngon không. But how about my bye bye. Mình chiên cơm với lại một tí xíu dầu ăn ô liu với lại 2 cái củ hành to như nè, rồi 1 nắm củ tỏi. Mình sẽ có 1 miếng nước tương à, dẻ mình chiên dẻ. Cái chồng mình nó tưởng cái rau lan này là rau muống. Chồng mình nó lấy lặt cái kiểu của rau muống ăn. Xong cái hôm nay chồng mình nói: "Em ơi, cái rau này á ăn á nó già quá khó ăn quá." Mà nói này rau lan phải rau muống. Mà nói là lâu ơi là lâu mình mới quay cảnh ăn cơm vậy á. Tự vì cả tháng này phải nói là mình hơi bận. Sau cái chuyến đi ở Campuchia về á, là coi như là mình chỉ edit những cái clip mà mình quay bên cam để giới thiệu với mọi người á, chứ mình không có quay video mới luôn các bạn. Bận hơi là bận luôn. Mãi tới hôm nay là thấy 3 con tôm này ngon quá cho nên mình nói là thôi quay video chia sẻ. Quay làm kỷ niệm đó chứ. This morning, I wanted to stop at the fast one to buy the one to dip with this for muối ớt xanh.
but finally I hope. So what I think, like this also okay. Hồi sáng mình định ghép, có sao mình mua một hũ, một tiếp muối ớt xanh đó các bạn, để ăn như thế này. Và cuối cùng mình lại quên mất. Mình nói thiệt với cả nhà là 2-3 ngày nay á, mình thèm hải sản dã man luôn, thèm cực kỳ luôn á. Bởi vì mình thấy mấy bạn nó đăng trên Facebook bán là mình mua liền. Mấy ngày nay mình coi cái video short đó các bạn, mình coi bằng TV á, cái có một kênh của cái em trai này, là em trai này đang ở bên Nhật á, mà em trai này quay mấy cái video short á, ăn hải sản mà trời ơi, con ốc, con sò gọi là sò nước sống á, mà bạn này luộc 4 con, trời ơi, mở ra ăn. Cái đêm đó mình coi mình thèm luôn á, tối mình ngủ mình nằm mơ mình thấy mình ăn hải sản luôn á, trời ơi thèm cực kỳ. Giờ chồng ăn con đầu tiên. À, nếu tụi chắc là siêu sơn ha. Dạ dạ dạ. Cũng được. Ở đi, ai không ghét tụi chắc siêu sơn đi. It's okay đi. Đi, no need to liquid this đi ha. Because already salty đi ha. Ờ, chồng mà nói là cũng được các bạn, cũng tươi. Phải nói cái này là lần đầu tiên mình đi mua mấy con rồi về nhà mình ăn luôn các bạn. Tại mình cũng thuộc dạng kẹo kéo á, kẹo kéo lắm. Mình không có, mình rộng rãi gì chứ ăn uống thế nào mình cũng ăn cái nào mà rẻ rẻ thôi. Hôm nào mới mua cái này nè à, tại nó thẳng ra là thèm hải sản quá rồi. Mà lại không có cái thời gian để mà đi ăn. Đó, hôm nay mà ăn được á là mốt mình sẽ mua thêm, mình cho em gái mình. Sweet đi. Trời ơi, ngon cực kỳ. Ngọt lắm mấy bạn ơi. Trời ơi, ngọt thiệt luôn mấy bạn ơi. Chắc mẹ mình ăn mẹ cũng thấy ngon. Bật lít mít sọt tươi nè. Sọt tươi nè. Bật ta lỡ. What is having up? Bạn ơi, ăn phải như vậy chứ. Vậy mình mới giới thiệu và ủng hộ nữa chứ. Còn đây là cái đầu, ao cái đàn. What is it? Còn cái gì ngon dữ vậy ta? Đẹp hả? How to open this? Nè, I cut this one into half. Half for you and half for me. Eat it, but this one not nice rồi đi. Ai dù. Oh, maybe the smell coming from this. Yeah. Yeah, con này không có ngon mấy bạn ơi. Mình không biết con của mẹ mình tặng mẹ mình thì sao? Maybe it's that. So just remove it, huh? No smell. Still okay. Thôi nhưng mà bỏ cái này ra đi. Thật sự là mình cũng không có sành ăn gì mấy. Hay là gì đây? Okay. Okay.
đây đã đời dân tiên thiệt các bạn ơi. Mình mới ăn cái gì mà nó cứng cứng, nó giòn giòn, ngon dữ vậy. Có ai ăn mà tự nhiên giống hai vợ chồng mình không? Kiểu này là mình phải mua thêm à. Mình mua thêm mình tặng những người mình yêu quý à. Hôm qua là mình mua 4 con. Mình nói với bạn này nói là lấy thử 4 con đi, 4 con cầm ký để dễ chia. Giờ nè, hai vợ chồng cắt mỗi người nữa. Đi đi. But that, when we eat the head that, the taste is sweet, you know. But when I eat the black one, it looks like salty. Quá trời của đất rồi à, quá trời của đất rồi. Phải nói là quá trời của đất rồi. Cái đầu nó ngon quá các bạn ơi. Tôm hùm baby, tôm hùm baby 230 kg. Này mà vô nhà hàng chắc cậu hả 700-800 á. Đáng suy nghĩ đi. Cắt hết rồi không đi? Để ai cắt? Cắt phần nữa. Chồng nữa, vợ nữa, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng kẹt nè. Thôi để chắc ăn lộn rồi đó. Đi sợ khăn rồi. To be safe, but just remove it. Đúng rồi, ăn hải sản ở nhà nó thấy ngon các bạn ơi. Vô nhà hàng ăn mắc cỡ làm gì ăn được. Cho nước nôi chả nhữ nhão. Giờ để ráng bơi còn cái gì để ăn nữa không? Em gái mình câu mình ăn rồi chắc. Chứ thế nào cũng thèm ăn cho coi. But a little bit salty đi. Why you don't feel salty? Ngon lành quá trời quá đó. Ok, cả nhà ơi, mình đã ăn hết cái phần tôm của mình rồi. Phải nói là hôm nay á, tôm của mình mua 1 ký 230, tôm baby gồm 4 con á, ăn cũng khá là ngon. Mình á thì không phải là người mà sành ăn hải sản gì mấy, cho nên mình không biết là nếu mà tôm thật là tươi và ngon nhất thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà đối với mình, 4 con này ăn nó cũng rất là ok rồi. 3 con chứ. Bây giờ thì mình sẽ ngừng lại video đây. Thư TV á, nhỏ Thư TV á, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý ông bà, cô chú, anh chị em.